Từ khi con người xuất hiện trên trái đất, thì cái thiện và cái ác đã xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Ta đã có thể nhận thấy rõ cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác qua những câu chuyện cổ tích mà ông cha để lại. Nhưng ở đời, thì những người ở hiền bao giờ cũng gặp lành, còn những người ở ác luôn gặp điều dữ. Đó là nhân quả báo ứng. Cuối cùng cái thiện cũng giành chiến thắng. Đó là sự thể hiện ước mơ ngàn đời của ông cha ta về một cuộc sống công bằng, bác ái. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người trong chúng ta biết tránh phạm phải những điều ác, để cuộc sống trở nên yên bình và tươi đẹp hơn. Trong số đó có 8 điều ác mà chúng ta cần phải tuyệt đối tránh để cuộc sống của mỗi chúng ta là những ngày hạnh phúc và bình an hơn. Chúng ta thường không biết rằng mất phước nhanh hơn là tìm kiếm phước lành. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nghe những điều ác không nên làm để không phạm phải phước mất lúc nào không hay, qua lời Phật dạy những điều ác nên tránh để tích phước. Thứ nhất đó là mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh gọi là đốt rừng công đức. Một cơn nóng giận đốt cháy hết rất nhiều công đức. Bạn có thể xem thêm những câu chuyện về sự tức giận để thấy rõ. Nóng giận thường xuyên cũng có hại cho người khác. Tức giận không chỉ gieo mầm ác cho bản thân, mà còn làm tổn thương người khác và hình thành mối quan hệ xấu với người khác. Một khi giận dữ và buông lời chửi mắng đối với người khác thì tức là bạn đang làm tiêu tan công đức tích lũy từ bấy lâu nay. Giận dữ đối với cha mẹ, người lớn tuổi và những người hiền đức sẽ làm tiêu diệt công đức tích lũy hơn 1.000 kiếp. Chính Đức Phật đã nói rằng người học đạo Phật và phụng sự Phật thì nên lấy chữ nhẫn làm gốc. Mất bình tĩnh hay chửi bới ghét bỏ và thích gây gỗ đánh nhau thì không thể theo đạo Phật được. Một khi giận dữ và buông lời chửi mắng đối với người khác thì tức là bạn đang làm tiêu tan công đức tích lũy từ bấy lâu nay. Giận dữ đối với cha mẹ, người lớn tuổi và những người hiền đức sẽ làm tiêu diệt công đức tích lũy hơn 1.000 kiếp. Chính Đức Phật đã nói rằng người học đạo Phật và phụng sự Phật thì nên lấy chữ nhẫn làm gốc. Mất bình tĩnh hay chửi bới, ghét bỏ và thích gây gỗ đánh nhau thì không thể theo đạo Phật được. Bài học cuộc sống về sự giận dữ. Có một thời các vị samurai ở Nhật nhận nhiệm vụ đòi nợ thu tô đối với những người dân sinh sống trong địa giới của lãnh chúa mà họ phục vụ. Có lần, một vị samurai đi thu nợ tại nhà một người dân chài, nhưng bị người này trì quản với lý do năm vừa qua làm ăn không được nên không có tiền trả nợ. Nghe xong lời giải thích, vị samurai tức giận, định rút thanh kiếm ra để giết người đánh cá. Nhưng anh này nhanh nhẹn nói, tôi cũng từng học võ, và tôi luôn nhớ như in rằng, sư phụ nhắc tôi rằng, không nên đánh nhau khi mình đang tức giận. Vị samurai nghĩ ngợi một chút và chợt chùng lại. Sau đó ông ngừng và không kéo kiếm ra nữa và nói, câu nói của sư phụ ngươi thật là khôn ngoan. Ta cũng từng được sư phụ dặn dò như thế, nhưng không phải khi nào ta cũng nhớ và kiểm soát được sự giận dữ trong lòng mình. Thôi được, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cho thêm 1 năm để ngươi tìm cách trả đầy đủ số nợ. Và lúc đó, chỉ thiếu 1 xu thôi, chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi được nữa. Nói xong, vị samurai nhanh chóng quay trở về nhà khi trời đã khá muộn. Vừa về đến nhà, ông đi rất nhẹ nhàng vì không muốn vợ ông thức giấc. Nhưng đập vào mắt ông lúc đó là hình ảnh người vợ đang nằm ngủ trên giường cùng một kẻ lạ mặt, mặc bộ quần áo samurai.
Ngay lúc đấy, sự giận dữ sôi sục trong lòng ông dâng trào. Mắt ông đỏ ngầu đầy tức giận. Ông nâng kiếm định giết cả hai. Nhưng đột nhiên, lời của người đánh cá văng vẳng bên tai. Đừng làm gì khi đang giận dữ. Vị samurai bất giác giật mình ngừng lại, hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Sau đó ông cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức. Kẻ lạ mặt cũng vậy. Ông này bất ngờ khi biết rằng mẹ ông là người đang mặc bộ đồ samurai kia. Ông tức giận hét lên. Chuyện này là sao vậy? Suýt nữa con đã giết chết cả hai người rồi. Người vợ lúc này mới cho hay, vì sợ kẻ trộm lẻn vào lúc chàng không ở nhà, nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng sợ, không dám lại gần. Như đã hẹn, sau một năm, người đánh cá gặp lại vị samurai. Ông ta phấn khởi. Năm qua may mắn được trời phù hộ, tôi ra khơi kéo được rất nhiều mẻ cá to. Tôi đến để trả nợ cho ngài đây. Có cả tiền lãi nữa. Vị samurai ôn tồn đáp lại. Thôi, ông cứ cầm lấy tiền của mình đi. Cách đây một năm ngươi đã trả đủ nợ cho ta rồi. Món nợ ấy đã được trả hết chỉ bằng một câu nói. Đừng làm gì khi đang giận dữ của nhà ngươi đó. Bài học từ câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta nhận ra rằng hầu hết ta đều bị cảm xúc dẫn lối, tự biến mình thành nô lệ của sự tức giận. Chúng chế ngự và khiến cho ta làm những điều ngu ngốc, cho dù trước đó chúng ta có khôn ngoan, tinh ranh như thế nào đi chăng nữa. Nhiều người thậm chí còn cho rằng bộc lộ hết những gì suy nghĩ là thẳng tính. Nhưng cũng nên nhớ rằng bộc lộ hết ra không phải thẳng tính, mà chỉ cho thấy bạn không đủ khả năng kiểm soát bản thân, thường xuyên để ngoại cảnh tác động. Một phần vì bạn cũng không biết việc tức giận sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chính mình. Những kích thích tố này khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập và tâm trí xáo trộn. Đồng thời, lượng đường có trong cơ thể cũng tiết ra nhiều hơn để làm tăng các cơ và máu lưu thông, mang theo nhiều hơn các yếu tố làm đông máu. Người bản lĩnh sẽ biết chế ngự được cảm xúc, biết điều gì phải, điều gì là không nên. Còn người nóng giận dễ dàng bộc lộ ra ngoài, dễ dàng buông lời mạt sát người khác, thì suy cho cùng cũng chỉ là đang thể hiện bản năng phần con của mình thôi. Nhận thức được mối nguy của việc nóng giận thì cũng là lúc bạn nên tìm cách để điều chỉnh một mức độ phù hợp và luôn luôn điềm tĩnh, tìm lại sự tự chủ của mình để lãnh đạo bản thân trước mọi tình huống. Và đừng làm gì khi đang giận dữ để tránh gây tổn thương cho những người quanh ta, và cả chính bản thân ta cũng không phải hối hận vì những hành động đó. Thứ hai là hay gây gổ xung đột, nói xấu người khác. Xung đột và mâu thuẫn với cha mẹ, với cấp trên và người lớn tuổi. Nói xấu người khác vô tội và sống chỉ biết mình, ai động đến là dựng lên, thì phước đức chẳng mấy mà bay sạch. Việc xung khắc mâu thuẫn với cha mẹ là việc đầu tiên sẽ làm tổn hại đến tài lộc, hao tổn của cải. Có cầu xin gì cũng không được, cầu xin cũng vô ích, chẳng bao giờ tích được phước khi đến cả cha mẹ cũng không đối xử tử tế. Muốn được coi trọng thì không được coi thường người khác, muốn giàu thì không được tức giận bất bình, không được khiến người khác phẫn nộ. Công việc của bạn không được suôn sẻ, gặp nhiều rắc rối, hẳn là do bạn đã mâu thuẫn với cha mẹ và thầy cô từ khi còn nhỏ, chưa thay đổi được tính khí này. Trong tử vi thì cha mẹ thầy cô là quý nhân phù trợ của chính bạn. Hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng thầy cô, không làm trái ý cha mẹ thầy cô, có như vậy mới tích đức cho bản thân, thành công trong hôn nhân và công việc. Chỉ khi được giúp đỡ bởi chính mình,
bạn mới có thể may mắn. Không ai có thể giúp bản thân ngoài chính mình. Đừng bao giờ giận dỗi làm trái ý cha mẹ. Hãy nói nhỏ nhẹ, đừng làm cha mẹ buồn. Nhẹ nhàng nói ra những bất bình, bất mãn của mình. Xung đột và mâu thuẫn với cha mẹ, cấp trên và người lớn tuổi. Nói xấu người khác vô tội vạ. Sống chỉ biết mình, ai động đến là giận lên, thì phước đức chẳng mấy mà bay sạch. Việc xung khắc mâu thuẫn với cha mẹ là việc đầu tiên sẽ làm tổn hại đến tài lộc, hao tổn của cải. Có cầu xin cũng không được, cầu xin cũng vô ích, chẳng bao giờ tích được phước, đến khi cả cha mẹ cũng không đối xử tử tế. Muốn được coi trọng thì không được coi thường người khác. Muốn giàu thì không được tức giận, bất bình, không được khiến người khác phẫn nộ. Công việc của bạn không được suôn sẻ, gặp nhiều rắc rối hẳn là do bạn đã mâu thuẫn với cha mẹ và thầy cô từ khi còn nhỏ, chưa thay đổi được tính khí này. Có nhiều trường hợp mâu thuẫn nhỏ nhỏ, chẳng hạn như việc hai người đi ăn, người thích quán ăn này, người thì thích quán ăn kia, xong không ai chịu nhường ai, thế là cãi nhau. Người trong cuộc thì lại cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nên cứ kìm nén trong lòng không nói ra. Mặc dù im lặng là vàng, nhưng im lặng lại không phải là cách giải quyết mâu thuẫn hiệu quả. Nếu cả hai cứ mãi im lặng, đến khi dồn nén tích tụ lâu ngày, nó giống như giọt nước tràn ly. Chỉ cần một xung đột rất nhỏ, như một câu nói bất lịch sự, cũng có thể dẫn đến đổ vỡ mối quan hệ. Vì vậy, hai bạn cần chọn một thời điểm và không gian nào đó thích hợp để nói chuyện trực tiếp với nhau. Giải quyết xung đột là điều không thể nếu bạn không muốn hoặc không thể tha thứ cho người khác. Chúng ta cần có sự đồng cảm và lòng trắc ẩn để tha thứ cho những người đã gây ra tổn hại cho chúng ta. Tương tự như cách chúng ta đón nhận sự tha thứ từ những người mà chúng ta đã vô tình hoặc cố ý làm tổn thương. Họ cũng cần sự tha thứ đến từ phía chúng ta. Tha thứ cho ai đó có nghĩa là bạn không còn giữ sự tức giận đối với người đã xúc phạm hoặc làm điều sai trái với bạn. Khi bạn tha thứ, bạn có thể khôi phục lại mối quan hệ mà bạn đã có với cá nhân đó, nhưng nó không có nghĩa là hành vi sai trái này được chấp nhận. Tha thứ không phải là quên, mà là sự thừa nhận quá khứ và sẵn sàng bước tiếp trên con đường mới vì lợi ích của cả hai bên. Thứ ba là sống bất hiếu. Không hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ gặp xui xẻo trong công việc hàng ngày. Vì trời Phật vô cùng khinh thường những người bất hiếu với cha mẹ. Nếu bạn không vâng lời cha mẹ thì trời Phật oán hận. Những người không hiếu kính cha mẹ thường nhận được công việc không như ý và hôn nhân không hạnh phúc. Quả báo cho tội bất hiếu thì có quá giải dài kiếp cũng không hết. Tài lộc trong vô hình bị tước sạch, tuổi thọ tổn giảm, công danh sự nghiệp tụt dốc không phanh, luôn gặp bạn xấu ác, tai ương liên tiếp giáng xuống. Hạng người này luôn bị tà thần, quỷ mị đeo bám, khiến cho cuộc sống bất an đau khổ. Nhiều người sống có cha mẹ, không biết quý trọng, đối xử tệ bạc, khiến cha mẹ buồn phiền lo lắng, sinh tâm oán trách mà tổn giảm tuổi thọ. Cha mẹ sống không phụng dưỡng, đi ra ngoài thì ngon ngọt tử tế với thiên hạ. Cha mẹ chết đi, bày đặt nấu ra mâm cao cổ đầy, thợ thì cũng bái, cũng chỉ là lừa gạt thiên hạ mà thôi, nào có ích gì. Không biết hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ gặp xui xẻo trong công việc hàng ngày. Vì trời Phật vô cùng khinh thường những người bất hiếu với cha mẹ. Nếu bạn không vâng lời cha mẹ thì trời Phật oán hận. Những người không hiếu kính cha mẹ thường nhận được công việc không như ý và hôn nhân không hạnh phúc. Kinh báo ân cha mẹ dạy rằng công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ vô lượng vô biên, thì tội lỗi bất hiếu cũng vô biên vô lượng. Quả báo cho tội bất hiếu thì
có quá giải dài kiếp cũng không hết. Theo Phật giáo, tiêu chuẩn đối với một người con có hiếu là phải đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn luôn tôn trọng, kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tính sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Còn đối với những người ngược đãi cha mẹ sẽ chịu quả báo. Phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sáng đến tận kiếp sau. Đức Phật dạy rằng, người con biết hiếu thảo chẳng những đáp đền được công ơn của cha mẹ mà còn tạo được nhiều phước báo cho mình nhờ những việc làm hiếu thảo đối với cha mẹ. Đức Phật khen ngợi người con hiếu thảo như sau: người nào biết hiếu thảo với cha mẹ, người đó xứng đáng được cúng dường, được tôn kính ngang bằng với trời phạm thiên, được xem như các bậc đạo sư ở đời. Quan trọng nhất là thể hiện sự hiếu thảo với cha mẹ bằng những việc làm thiết thực mà bạn có thể làm. Từ việc thăm hỏi phụng dưỡng kính trọng vâng lời cha mẹ cho đến sự hoàn thiện bản thân đều là những việc làm hiếu thảo. Làm được những điều ấy với tâm thành là cách ăn năn sám hối thiết thực nhất. Với tâm nguyện hối lỗi và phát nguyện sống hiếu thảo để phần nào giảm thiểu nghiệp lực, khiến cho phước đức tăng trưởng, đồng thời làm nền tảng cho sự hiếu thảo của bạn ngày càng vững chắc và thăng hoa. Thứ tư đó là hay sát sinh. Sát sinh là hành động gây mất phước bậc nhất trong mọi việc làm của con người. Bạn không thể không mua đồ sống để giết và nấu nướng, nhưng bạn hãy hạn chế đến mức có thể. Những người muốn tu hành thì côn trùng và kiến cũng không thể tùy ý làm hại chúng. Người lớn lên dạy con trẻ không chơi với côn trùng, kiến, chim sẻ khi còn nhỏ để phúc báo không bị tổn hại và tuổi thọ của chúng không bị rút ngắn. Những điều bất lợi của việc sát sinh đó là tuổi thọ ngắn, làm việc kém may, lắm bệnh tật, oán hận, nghèo khó, xấu xí. Sát sinh là hành động gây mất phước bậc nhất trong mọi việc làm của con người. Chúng ta biết rằng, sát sinh thường đi kèm với tâm lý si mê, sân hận, độc ác. Do đó người thường xuyên sát sanh là tự gieo trong tâm thức của mình những hạt giống si mê, sân hận, độc ác. Những hạt giống đó, khi đã được gieo vào tâm thức, thì nó sẽ lấn át những hạt giống từ bi, thương yêu, vốn nằm trong tâm thức của mọi người ở dạng tiềm năng, khiến cho những hạt giống từ bi, thương yêu đó mất cơ hội bừng nở. Trong khi đó, những hạt giống thù hận, độc ác lại có cơ hội biểu hiện ở mức độ mạnh hơn. Điều này không chỉ gây nguy hại cho đạo đức cá nhân người đó, mà còn ảnh hưởng đến đạo đức xã hội. Sát sinh thì bị mọi người xa lánh, đó là hệ quả tất yếu. Không ai thích gần gũi với những kẻ sát nhân, thích bạo lực, đâm chém, giết người. Cũng không ai thích gần gũi với những người xem việc giết chóc, dù là các con vật, là thú vui của họ. Về phương diện pháp luật, gần gũi những người sát sinh, nhất là khi đối tượng là con người, có thể dễ dàng vướng vào nguy cơ liên lụy. Nhiều người đã trải nghiệm điều này một cách có chủ ý, nhưng cũng có nhiều người vướng vào tội liên lụy một cách vô tình. Không chỉ sợ liên lụy về phương diện pháp luật, người ta xa lánh kẻ có hành vi sát sinh, hại vật, giết người còn từ phương diện cảm xúc. Bởi vì người thường xuyên sát sinh hay sát hại thường thể hiện sự u uất, giận dữ, sợ hãi trong tâm. Trong nhiều trường hợp, thể hiện rõ bên ngoài khuôn mặt.
Không ai lại thích gần gũi bầu bạn với những người như thế, trừ trường hợp người đó có chung khuynh hướng, tâm lý, hành vi với người thường xuyên sát sinh. Thứ năm là lợi dụng người khác. Trên đời này, không có ai cho không ai thứ gì cả. Lấy của người khác cái gì thì phải trả lại cái đó. Nhân quả không chừa một ai. Lợi dụng người khác dù ít hay nhiều cũng gây hại cho vận may của bạn. Vạn vật trên đời đều tuân theo quy luật nhân quả. Cứ thích lợi dụng người khác, nhân quả sẽ mang lại cho bạn quả xấu là nghèo khó. Không tin thì hãy nhìn mọi người xung quanh xem có đúng hay không. Hầu hết những người thích lợi dụng là người nghèo, không có cuộc sống tử tế. 30 chưa phải là Tết, nên cứ từ từ đợi xem. Cứ tưởng là lợi dụng người khác là khôn ngoan, nhưng đây chính là một trong những điều ác không nên làm theo lời Phật dạy. Nếu như trong một mối quan hệ chỉ có một bên mưu cầu lợi ích, lợi dụng người khác mà không muốn bản thân bỏ ra bất cứ điều gì, thì mối quan hệ ấy rõ ràng sẽ sớm tan vỡ. Thông thường khi ai đó lợi dụng người khác, họ thường không quan tâm đến các cuộc trò chuyện, các hoạt động không có lợi ích cho họ. Nếu bạn thấy đối phương không lắng nghe khi bạn nói hoặc không quan tâm đến việc cảm thấy thế nào, hãy cẩn thận. Vì một mối quan hệ lành mạnh luôn cần có sự tương tác và quan tâm qua lại. Nó không cần phải quá rạch ròi, nhưng phải được thể hiện một cách thực tế, chứ không phải chỉ bằng vài lời nói sáo rỗng. Những người có tính lợi dụng thường trở nên tốt một cách bất ngờ. Họ sẽ chuyển từ thái độ lạnh lùng, không quan tâm, sang chế độ chăm sóc đặc biệt, và sau đó là sẽ yêu cầu bạn giúp đỡ một điều gì đó. Nếu bạn luôn cảm thấy như mình đang cho nhiều hơn so với những gì bạn nhận được, và bạn phải vật lộn đánh đổi theo ý muốn của người kia để cảm thấy tình bạn, tình yêu có tồn tại, thì chắc hẳn bạn đang bị lợi dụng một cách trắng trợn. Thứ sáu là keo kiệt, không thích từ thiện, không giúp người. Trên đời này, người keo kiệt thích lợi dụng, thường không thích đi bố thí, luôn nghĩ đến việc nhận được lợi ích từ người khác, chứ không muốn cho đi. Ngược lại, những người tâm thiện dù giàu hay nghèo thì luôn cho. Vì họ luôn cho nên họ sẽ nhận được nhiều hơn. Vì bạn cho đi thì bạn sẽ nhận được quả ngọt, và càng cho nhiều thì bạn càng nhận được nhiều hơn. Không phải cho là cho vật chất, mà cho tình cảm, cho đi sự thiện lương. Không nhất thiết là phải đem vật chất ra cho, chỉ cần bạn thấy người gặp khó khăn thì giúp đỡ, biết thương xót cho hoàn cảnh éo le thì đó đã là từ thiện rồi. Trên đời này, người keo kiệt thích lợi dụng, thường không thích bố thí. Luôn nghĩ đến việc nhận được lợi ích từ người khác, chứ không muốn cho đi. Người keo kiệt bủn xỉn thường chỉ muốn thâu hết tiền của trong thiên hạ vào trong túi của mình, tuyệt chẳng muốn chi một cách nhỏ cho ai. Có kẻ bủn xỉn đến mức ngay cả sắm sửa vật chất cho mình cũng chẳng dám chi tiêu. Nếu buộc phải chi ra một tiền, ắt cầu nhàu gắt gỏng, tậm như có lửa thiêu đốt ở bên trong. Ngồi trên đống tài sản mà cam phận hèn mọn, ăn mặc tăng tiện, thật là đáng xót thương. Keo kiệt bủn xỉn, nhà Phật gọi là sân tham. Phàm phu mê muội ta dạy, bởi vì sân tham là gốc rễ. Vì lẽ đó, điều thiện ít ỏi như mái tóc, mà điều ác sâu nặng như núi cao. Phước đức ít như băng mỏng mùa xuân, mà nghèo túng nhiều như mưa dầm mùa thu. Những kẻ keo kiệt không bố thí, sau khi chết sinh làm quỷ đói, trải nhiều đời nhiều kiếp, không được nghe đến tên gọi thức ăn nước uống. Nói gì đến việc được ăn uống, nỗi khổ đó thật là khôn cùng. Ngược lại, những người tâm niệm dù giàu hay nghèo thì luôn cho. Vì họ luôn cho nên họ sẽ nhận được nhiều hơn.
Điều ác thứ bảy là không có lòng từ bi. Lòng từ bi được hiểu là sự chớp vui, sự cứu khổ và diệt khổ. Từ bi là tấm lòng thiện, là trái tim nhân ái, thương người, thương vật, thương muôn loài chúng sanh. Người có tâm từ bi là người có trái tim bất dị kỷ, biết lời tha, cứu đời, cứu người. Từ bi không mang hàm nghĩa của sự thụ động, nhu nhược, yếm thế, mà đó là sự vận dụng tâm tử tế trong lòng người để cảm hóa, cứu độ chúng sanh vượt qua bể khổ. Từ bi mang trong mình hàm nghĩa bao la, rộng lớn về sự cứu giúp diệt khổ, hưởng đến cái vui, cái thiện. Nội tại của lòng từ bi bao hàm cả hai khía cạnh. Đó vừa là cái tâm thiện lương, nhưng đó cũng là một nhận thức để hành động. Từ bi được xem là biểu tượng cao đẹp cho trái tim nhân ái, vị tha của con người. Thế nên, từ bi vừa là pháp tu tập nhận thức, vừa là hành động thực tiễn cứu đời. Từ bi giúp cho con người hành trì hướng đến sự giác ngộ, thăng hoa cả trong cuộc sống lẫn niềm tin tâm linh. Thiếu lòng từ bi thực chất là một trong những điều ác không nên làm. Người không có lòng từ bi sẽ làm tổn thương người khác và chúng sinh, hình thành mối quan hệ xấu với mọi người. Vì vậy, họ sẽ thường xuyên gặp bất hạnh. Tình nguyện giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ, bạn sẽ cảm thấy được chào đón nhiều hơn. Cuộc sống từ đó sẽ có giá trị hơn. Lòng từ bi khiến cho con người nâng cao hiệu quả công việc. Từ bi là vũ khí vạn năng, là một bản tính cao quý, tốt đẹp của con người mà Đức Phật vô cùng quan nghênh. Nuôi dưỡng một tấm lòng từ bi, một trái tim biết trắc ẩn, yêu thương mọi người, cũng chính là lúc bạn xây dựng cho chính mình một cuộc đời đáng sống, có ý nghĩa. Người chỉ biết sống ích kỷ, không thèm nghĩ cho người khác, ra tay tàn nhẫn, vô lương tâm thì không bao giờ được dung thứ. Thiếu lòng từ bi thực chất là trong những điều ác không nên làm. Thứ tám là khẩu nghiệp, chuyên bịa đặt nói xấu. Lời nói vừa lòng người là điềm lành nhất. Người hiền lương biết thanh tịnh khẩu, thích nói lời tử tế, ăn nói trong sạch thì được trời Phật thương. Những người thường nói dối, ác độc, bịa đặt, tung tin nhảm thì không ai độ nổi. Người như vậy vừa hại thân vừa hại người, không tạo ra được lợi ích gì hết. Cái miệng sinh ra là để nói những lời hay, chứ không phải sinh ra để bịa đặt, vu khống, phóng đại, làm hại người khác khi chưa biết từng tầng câu chuyện như thế nào. Nếu không nói được những lời hay thì tốt nhất nên im lặng, còn không thì đừng trách nhân quả báo ứng đến sớm. Không chỉ hại người khác mà còn gieo nhân ác cho chính mình. Hành vi này làm tổn hại đến cuộc sống của người khác và phước báu của chính mình, nên cần phải chú ý trong tương lai bạn nhé. Phật dạy, cứ sống lương thiện, phước lành tự nhiên tới. Có một cách để đo cái phước của mình. Mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Người nào mà cứ kiên trì sống tốt, nhẫn nại tạo phúc, huân tập đạo đức vài năm rồi thì tự nhiên sẽ thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn, mọi việc nó hanh thông hơn, cái gì cũng được sắp xếp ổn thỏa, không cần mình quá nhọc công, toan tính nữa, và nhất là tình cảm của mọi người dành cho mình ngày càng nhiều, tâm thì sáng hơn, hiểu biết nhiều hơn. Ngược lại, người nào quyết liệt làm ác, sống tệ bạc, không giữ giới hạnh thì bắt đầu xui rủi kéo tới, xui kỳ cục, gia tới dấp lui, đụng gì cũng bể đổ, làm gì cũng không thành, tính gì cũng trật nấy, rất bức bách trong cuộc sống và tâm không yên, và dần dần cô độc bất tài. Người có phước đức mới có thể sống.
Có những dấu hiệu khó thấy, khó hiểu là sao? Người có phúc lớn lên rồi thì tự nhiên có duyên phước, gặp được những người có tâm, có đức, đến hỗ trợ và giúp mình vượt lên thân phận tầm thường mà trước đây mình không có. Tự nhiên khuôn mặt mình nó khác rất nhiều so với vài năm trước. Tự nhiên cảnh vật, mọi người quanh mình tốt dần lên mà mình không ngờ. Và đặc biệt là cái phước như ý túc bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn. Như ý túc có nghĩa là muốn gì được nấy. Ngày trước còn khó khăn, muốn mua một bộ đồ phải dắt óc, nhịn ăn mới mua được. Ngày nay, muốn mua là thoải mái mua. Ngày trước, tâm cứ mong cầu khát khao, được này được kia, nhưng thấy rất xa xôi và đều thất bại. Bây giờ, tâm rất nhẹ nhàng, nghĩ thoáng thoáng về mục đích nào đó, tức là nghĩ vừa với cái phước của mình, thì tự nhiên điều đó thành tựu. Như mình muốn có xe, thì tự nhiên có duyên phước có xe mới. Mình muốn có smartphone mới để làm việc, dù lúc đó không đủ tiền, nhưng duyên phước sắp xếp mình vẫn có một chiếc smartphone đúng như ý mình. Mình muốn có thêm cơ hội tạo phúc thì cơ hội mở ra sờ sờ trước mắt. Một trong các dấu hiệu của phước là đúng ý mình. Người phước nhiều thì nhiều việc đúng ý mình, giống với mình nghĩ. Người phước ít thì nghĩ một đằng mà thực tế là một nẻo. Muốn làm điều này nhưng thật ra chỉ được điều kia. Chư thiên ở các cõi trời càng cao chừng nào thì phước như ý túc càng lớn chừng đó. Do các vị từ lúc ở thế gian là người rất rộng rãi, bao dung và dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sinh, nhưng là nhu cầu chân chính nha. Thích hành thiện, tích đức, không cho bỏ bất kỳ việc thiện nào. Ham thích phụng sự, ham thích bố thí, ham thích cúng dường. Có một cách để đo cái phước của mình nữa là mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thản nhiên thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, mù mờ hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Như có một người, sau một thời gian dài tận tụy cống hiến cho doanh nghiệp, tự nhiên xuất hiện cảm giác hình như mình sắp lên chức. Người ấy ráng chối bỏ cái ý nghĩ đó đi vì sợ là kiêu mạn, nhưng nó cứ nhẹ nhàng hiện ra trong tâm như thật, và chẳng bao lâu người ấy lên chức thật. Có người thì lười tạo phúc, lười làm việc, nhưng cứ hoang tưởng đến một ngày mình sẽ làm đại gia. Càng nghĩ càng điên loạn, càng nghĩ thì càng thất bại, vì trong cái quan tưởng đó có cái kiêu mạn nữa. Người có phước đức thực sự là người như thế nào? Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Người có phước đức thường được hiểu là những người có dung mạo đoan chánh, xinh đẹp. Những người này có sự giàu sang quyền quý và sở hữu nhiều tài sản, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ít tai nạn, bệnh tật. Một số lại có địa vị xã hội cao quý và được mọi người quý trọng. Thật ra, đây chỉ là một chuỗi nhân quả của nhiều sự việc, hành vi, suy nghĩ và việc làm của người đó trong nhiều đời. Nếu xem đây là người có phước đức thì cũng chưa thực sự toàn diện và đúng đắn. Có lần Đức Phật cùng các vị tỳ kheo đi ngang qua một khu trang trại rộng lớn, thấy một ông chủ trại giàu có, khổ não, đau buồn vì bị mất những con bò. Đức Phật dạy: các ông có phước đức hơn ông chủ trại giàu có kia, bởi vì các ông chẳng sở hữu gì cả, chẳng có trói buộc gì cả. Còn ông nhà giàu kia luôn có đủ thứ để lo lắng, phiền muộn. Cuộc sống bình an chính là phước đức lâu bền nhất. Người có phước đức, Bồ Tát trợ giúp,
chư thiên hộ vệ và chư Phật hộ niệm, không phải là người không bao giờ gặp các tai nạn, khổ não và phiền muộn. Mà những người này vẫn gặp các rắc rối, khổ não và đau buồn ở cuộc đời như những người bình thường khác. Nhưng có một cái khác biệt là thông qua những cái khổ như vậy, những người có phước đức thì họ giác ngộ, họ vượt qua được và có được sự hiểu biết đúng đắn, tức là có được chánh kiến. Những người không có đủ phước đức trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Bề ngoài tuy có sự khác biệt về tài sản, về vật chất, về địa vị xã hội, nhưng những thứ đó đều không thực sự quan trọng. Điều cốt yếu ở đây là tùy mỗi hoàn cảnh mà người sống, người có phước đức thì mỗi mỗi đều là có sự giác ngộ về hoàn cảnh, cuộc sống của chính mình. Phước đức ở đây chính là trí tuệ, để có thể thấu cảm và nhìn ra được sự thật ở trong chính cuộc đời của mình. Và từ đó mà tăng trưởng thiện căn, phước lành và trí tuệ, hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau phiền muộn, hạnh phúc và sướng vui. Cúi đầu, xin mười phương Phật Pháp Tăng chứng minh cho phần phước này có được. Xin nguyện sẽ là nhân duyên cho con và tất cả chúng sanh đời đời được sống trong hiểu biết và thương yêu. Bốn loại phước đức. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có. Không có điểm nào là đáng phàn nàn, trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối, ông cứ rầu rầu nét mặt. Nhưng nhờ thiện căn đời trước, nên một hôm, liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Đó là, thứ nhất, vợ ông sinh được một cậu con trai kháo khỉnh, xinh xắn, không ai bì kịp. Thứ hai, trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng, đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khỏe mạnh. Thứ ba, ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức tước. Thứ tư, những chiếc tàu buôn ông gửi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến, thành công mỹ mãn. Vị trưởng giả hoan hỷ vô cùng. Ông nghĩ rằng đó là do chư thiên ban phúc cho mình, nên phải tập hợp gia tộc lại, làm một bữa tiệc cổ cao lương mỹ vị cúng tế, tạ ơn lòng tốt của chư thiên. Lúc ấy đương nhiên, rất nhiều thiên dương cùng bát bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không. Thế vị trưởng giả, phúc đức đầy đủ như thế, đều âm thầm tán thán. Đức Phật Thích Ca cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà trưởng giả để nói kệ cát tường. Phúc đức trổ mạnh mẽ, niềm vui tới một lúc do phúc đức đời trước, nay đến lúc thành thục. Âm Duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của Đức Phật Thích Ca, mừng rỡ chạy ra ngoài cửa cung kính lễ bái mà nói: Ngài là vị xuất gia được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất, phúc tuệ song toàn nên độ hóa được chúng sinh trong cả mười phương thế giới. Hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn nên Ngài tới đây mà tán dương, lòng tôi thật vô cùng cảm kích. Nói xong bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng loại thường hảo hạng ra cúng dường Đức Phật. Đức Phật tiếp nhận rồi bèn chú nguyện cho ông và còn từ bi khai thị rằng: Trên thế gian này, ngay trong bản thể của tiền tài vốn đã bị năm loại tai nạn nguy hiểm chi phối, nhưng người ta không biết cái đạo lý này nên cứ mong cầu, không chịu biết đủ, tính toán chi li, đến khi chết đồng xu nhỏ cũng không mang theo được. Tiền tài như thế chỉ đem lại sự phiền não cho chúng ta mà thôi. Hôm nay nếu trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường, thì sau này phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông. Trưởng giả nói: Năm tai nạn nguy hiểm ấy là gì? Đức Phật trả lời: Thứ nhất là
không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào. Thứ hai là đề phòng nạn bạo lục không kịp. Thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự. Thứ tư là sinh con bất hiếu, tiêu phí khánh tận gia sản. Thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số năm nạn trên, bất cứ tai nạn nào xảy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay. Thí dụ, nếu có một người phạm tội với quan quyền, thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu, mà còn có thể bị giam cầm trong lao tù. Cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng. Lúc ấy, người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ được tài sản cho được an toàn đây? Lại nói, kiếp trước có một người đã từng bố thí 7 lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là điều vô cùng hối hận, tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm chí thành, nên sau đó người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản 7 lần. Trưởng giả nghe thế, xin tâm chí thành bố thí một cách quan hỷ. Đức Phật nói xong cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ Xà Quật. Đồng một lúc ấy có một vị ngoại đạo tên là Bất Lăng Ca Diếp. Nghe nói Đức Phật chỉ thuyết có một câu kệ Cát Tường mà được vô số thảm nhung trắng, bèn sinh tâm ganh tị, tìm cách bắt chước làm thử. Nhưng ông không biết nói kệ nên đến xin Đức Phật dạy cho. Đức Phật biết trước trưởng giả âm duyệt trong tương lai sẽ mất hết tài sản lẫn phúc đức trong cùng một lúc, nên dùng lời khéo léo để khuyên can ngoại đạo. Nhưng người này cho rằng Đức Phật không chịu dạy cho mình, nên cứ theo kèo này năn nỉ mãi. Đức Phật có đại thần thông, thấy nhân duyên kiếp trước của Bất Lăng Ca Diếp, biết nghiệp chướng không thể tránh được, nên nói với đại chúng tại chỗ rằng tội không tránh được, có nợ phải trả. Rồi ngài nói lên 4 câu kệ Cát Tường dạy cho Bất Lăng Ca Diếp. Không lâu sau, trưởng giả âm duyệt đã mất hết tài sản trong một trận quả thiêu. Rất nhiều ngựa con cũng chết cháy trong cùng một lúc. Đứa con trai quý bất hạnh yểu mệnh. Đồng thời có người ganh ghét xàm tấu ông với vua, nên bao nhiêu chức vị được phong thưởng ngày nào đều bị tước lại. Chưa hết, những con tàu của ông gửi đi kiếm kho tàng đều bị bão tố lật úp, và cả vốn lẫn lời đều chìm sâu trong biển cả. Đúng lúc ấy, Bất Lăng Ca Diếp hồ hởi, phấn khởi đến trước nhà trưởng giả, mạnh miệng đọc to lên những câu kệ Cát Tường. Trưởng giả đang phiền não, không có chỗ để phát tiết, đột nhiên nghe những câu kệ Cát Tường, ngỡ rằng Bất Lăng Ca Diếp cố ý chọc tức mình, nổi giận mặt mày đổi từ trắng ra xanh, bất chấp hết thảy, thuận tay tóm lấy cây gậy dựng ngay bên cánh cửa, đánh Bất Lăng Ca Diếp một trận túi bụi. Đáng thương cho Bất Lăng Ca Diếp, trong thoáng chốc bị đòn đánh thân, cả người bầm tím mang đầy thương tích, bò lê bò càng đau đớn trở về nhà. Nhưng tuy vậy, vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ ngỡ rằng tại Đức Phật không chịu dạy kệ cho rõ ràng. Lúc ấy Đức Phật đang ở vườn trúc La Duyệt Tri thuyết pháp. Ngài nói với đại chúng rằng Bất Lăng Ca Diếp hôm trước tới đây đòi ta dạy cho kệ Cát Tường, ta khuyên can mà không nghe, hôm nay lại đằng đó bị đả thương rồi. A Nan hỏi Đức Phật, Bất Lăng Ca Diếp làm gì trưởng giả kia có nhân duyên gì với nhau mà bị quả báo ấy? Đức Phật nói, đó là tại có một nhân duyên rất lâu xa về trước. Thời ấy có một ông vua tên là Âm Duyệt. Một hôm vua đang ngủ trưa thì có một con chim anh vũ bay lên trên mái cung đình mà hót. Tiếng hót nghe rất cảm động. Vua nghe nó hót vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bèn hỏi người xung quanh rằng đó là loài chim gì, sao nó hót nghe cảm động đến thế. Người xung quanh đáp, có một con chim kỳ diệu mới bay tới hót trên mái cung đình. Vua nghe thế sai rất nhiều người đi lùng kiếm nó ở khắp mọi nơi, lùng mãi cuối cùng cũng bắt được,
Vua vui mừng không kể xiết, bèn dùng ngọc, châu cơ, thủy tinh, lưu ly, trân châu, san hô, anh lạc vân vân, rất nhiều châu báu như thế, làm lòng cho nó ở. Từ sáng đến tối, giữ nó mãi bên mình, không chịu lìa xa. Về sau, có một con chim khác tên là Mộc Điểu, thấy thế, bèn hỏi chim anh Vũ rằng, làm sao mà bạn được sung sướng tột cùng như thế? Anh Vũ đáp, tôi tình cờ hót chơi giải buồn trên mái cung đình. Vua nghe được cho rằng, nghe cảm động nên sủng ái tôi như thế. Chim Mộc ganh tức nói, tôi có thể hót hay hơn bạn. Lúc vua sắp ngủ trưa, chim Mộc bèn bay trước cung đình hót rầm rĩ. Vua giật mình tỉnh giấc, rỡn tóc gáy, nổi giận hỏi người xung quanh, tiếng gì nghe rùng rợn đến thế? Người xung quanh đáp, đó là con chim Mộc đang hót trước cửa. Vua chưa nguôi giận, lập tức ra lệnh bắt nó, giặt lông và đánh cho một trận, rồi mới thả về. Chim Mộc bò ngã bò nghiêng trở về tổ. Có rất nhiều chim khác thấy tình trạng của nó như thế thì kinh hoàng hỏi nguyên do. Chim Mộc không những không chịu nhận sự thật mà còn quán trách chim anh Vũ, mà nói với đồng loại rằng, tại con chim anh Vũ tôi mới ra nông nổi này. Đức Phật ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, âm thanh hay có thể đem lại phúc đức, âm thanh dở thì đem đến tai họa. Chim Mộc tự làm hại lấy mình mà còn giận lây chim anh Vũ. Vị vua thọ ấy chính là trưởng giả âm duyệt ngày nay. Chim Mộc là Bất Lan Ca Diếp trong quá khứ đã ganh tị với chim anh Vũ nên bị đánh đập đau đớn, kiếp này cũng lại ganh tức với Phật, cũng lại bị nạn gậy gộc. Chính vì cái tâm ganh tị thiêu đốt mà không chịu hối cải. A Nan hỏi Đức Phật, trưởng giả âm duyệt đời trước làm công đức gì mà lại được bốn loại phúc báo, và tại sao bây giờ phúc đức ấy lại bị tiêu mất? Đức Phật trả lời, trong đời trước lúc còn trẻ, âm duyệt tin phụng Phật Pháp, chí thành cúng dường thánh chúng, nguyện xin cho được giàu có. Quả nhiên về sau được như nguyện. Nhưng khi cưới vợ rồi thì bất hạnh, đâm ra đam mê tử sắc, khinh mạng tam bảo. Đã thế còn không có tâm từ bi, không gieo trồng thiện căn. Vì thế, phúc báo của ông ta tan đi như bóng trăng đáy nước, hoa đốm trong không, biến mất trong nháy mắt. Sau đó thật đáng thương, sẽ bị vô hạn thống khổ bức bách, chịu tận cùng khổ báo, rồi mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, ở đời sống mà biết tha thứ, biết xả bỏ những lầm lỗi cho nhau thì sẽ không có xảy ra hận thù, đố kỵ, hiềm khích gây đau khổ cho nhau. Khổ một nỗi chúng ta không làm được như thế, nên cứ mãi ngập lặng trong chui buồn, mừng giận, thương ghét, tham lam, sân hận, bờ mê, rồi gây khổ cho mọi người và cho chính bản thân mình nữa. Vì thế Phật dạy chúng ta hãy luôn sống trong tỉnh thức. Bên trong thì tinh cần nỗ lực, thắp sáng thân tâm, trao dồi trí tuệ. Còn bên ngoài thì không bon chen danh lợi, không tranh hơn thua với ai, sống hòa ái, tập ban rải tình thương, đem đức độ làm nền tảng. Trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và quý khán thính giả cùng nghe lời Phật dạy, càng nghe càng thấm, hãy học cách sống tốt. Kính thưa quý vị và các bạn, sống chân thật, không lừa dối, sống lợi ích cho người khác. Đừng vì dục vọng cá nhân mà gạ gẫm người khác, sẽ tự làm phước đức của mình tổn giảm, còn thêm ảnh hưởng lâu dài về sau. Phước từ tâm sanh, họa từ tâm sanh. Tâm là quan trọng, là chủ dẫn dắt chúng ta vào con đường hạnh phúc hay là đau khổ. Nuôi dưỡng tâm ý hướng về con đường hiền thiện là một nghệ thuật sống. Nếu chuyên tâm thì có thể vào được, còn như không chuyên tâm thì rất khó. Mong rằng ai cũng có nghệ thuật khéo hướng thiện cho mình. Làm người nhất định phải nhớ sống đơn giản, không dễ thủ đoạn, không mưu tính thiệt hơn, không nghị luận chuyện của người ta. Mở to mắt nỗ lực làm việc,
khép mi lại, say giấc ngủ ngon. Làm người trước sau như một, đã nói là làm, nói khoác không biết ngượng sẽ khiến cho người khác chán ghét. Miệng mật ngọt mà giả thì gươm đau sẽ khiến cho người oán hận. Đối xử với bằng hữu ít một chút qua mỹ, nhiều một chút chân thành. Đối xử với cộng sự ít đi một chút ba qua, lừa gạt, nhiều một chút tận lực tận tâm. Làm người, làm việc thì cần thành thật. Kiếm tiền nên dựa vào lương tâm. Đừng vì tiền tài mà bày mưu tính kế với huynh đệ. Đừng bởi danh lợi quyền thế mà bán đứng bằng hữu tri kỷ. Nội tâm không thèm thì không sợ nửa đêm quỷ ma gõ cửa. Hành vi chính trực thì không sợ con người nghị luận ở phía sau. Làm người không khinh dễ kẻ yếu, không ai vua kẻ mạnh, không xem nhẹ người nghèo, không oán hận người giàu. Đối với người lớn tôn kính một chút, đối với trẻ con kiên nhẫn một chút, đối với bạn đồng hành chân thành một chút, đối với cha mẹ hiếu thuận một chút. Chữ nhân viết thì dễ, nhưng làm được thì rất là khó. Làm người lương thiện sẽ sống được tự tại. Là một người không tranh quyền thế, thời khắc sẽ an bình. Nhân sinh muốn không muộn phiền, cần làm người đơn giản. Hãy sống trong thinh lặng. Có một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường, bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông. Sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi từ bên ngoài. Ông hứa nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng. Nghe thế vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Đến khi ông chủ đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có một bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa. Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ, tại sao không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành. Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên. Ông hỏi cậu bé, làm cách nào mà cháu có được nó sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ? Cậu bé đáp, cháu không có làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày và hãy xem hiệu quả đã đem lại cho cuộc sống của chính mình. Tiếp theo là lời Phật dạy về đạo vợ chồng. Nhân duyên ngàn năm mới có. Vậy phải biết trân trọng, vợ chồng là nhân duyên tu ngàn năm mới có được. Do đó, đã gọi ai là vợ, là chồng thì hãy trân trọng người đó. Đức Phật có dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Người gặp gỡ nhau kiếp này chính là mối nhân duyên tu từ kiếp trước. Thực sự duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình, quen biết nhưng lại thấu hiểu nhau. Có thể hài hòa với nhau mà không thể gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có, mà dùng tâm cố gắng lại chẳng thành. Như là có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cấm liễu, liễu lại xanh. Người ta thường nói duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ phát triển thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn như thế nào lại chẳng ai hay ai biết. Một năm, 5 năm hay cả đời, hết thảy chúng ta đều không đoán định được. Hiện tại có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận đó. Phật bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng có thời điểm, duyên phận cũng thế. Bởi vậy mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng, đó
là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn. Mặc dù nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế, nhưng khi có được, nhiều người lại không trân quý. Chỉ đến khi mất đi rồi mới hối hận, nhưng đã quá muộn. Một đi không trở lại, vĩnh viễn thành quá khứ. Ngày nay, người ta yêu nhau, xưng hô chồng chồng vợ vợ, nhưng dường như chưa hiểu được duyên phận vợ chồng. Hãy nhớ, đã gọi ai là vợ rồi thì đừng cho họ bị tổn thương. Nghe lời Phật dạy, vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh thảnh thơi chắc gì ai lại cần tới. Ai dù sướng khổ hay buồn vui, hay gặp lúc nguy nan hoạn nạn, thì cũng phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đó mới là đạo. Đạo nào sâu cho bằng duyên phận vợ chồng. Quả báo của tội tà dâm. Người nào có vợ chồng chính thức mà lại quan hệ tình dục với người ngoài hôn thú, hoặc có những hành động như dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng hiếp người khác phái thì gọi là tà dâm. Tà dâm là gì? Theo Thọ Khang Bảo Giám, tà dâm là phạm đối với vợ con của kẻ khác ta, do tà tâm xâm phạm thì là tà dâm. Dẫu đối với vợ của chính mình mà phạm nhằm chẳng phải lúc, chẳng phải chỗ, hoặc khi có mối quan hệ sinh tử đến thân mình hoặc vợ, hoặc nhằm ngài người lẫn thần đều cấm kỵ, hoặc đối với thân thể chẳng giao hợp theo đúng lẽ, hoặc hành dâm trong ngày đản sanh của thần thánh đều là tà dâm. Ngoài ra, những kẻ dẫn dụ con em nhà đàng hoàng trở thành dâm đảng, và kẻ thích bàn chuyện trai gái, biên soạn dâm như vẽ vời tranh ảnh dâm vật, khơi gợi những tình cảm thấp hèn của con người nhằm dạy người khác tà dâm. Người thấy, kẻ nghe những thứ ấy ắt sẽ muốn phạm vào tà dâm. Kẻ quan hỷ tán thành giống như thủ tự phạm. Chẳng phải lúc nghĩa là khi vợ có kinh nguyệt, đang thai nghén, vừa mới sanh xong, đang cho con bú sữa, đang bị bệnh trong ngày trai giới. Chẳng phải chỗ nghĩa là không quan hệ nơi phòng ngủ. Tà dâm là quan hệ tình dục ngoài vợ chồng. Tuy nhiên, đây là định nghĩa căn bản thôi. Thực sự thì tà dâm nghĩa rất rộng, bao gồm năm tướng. Đó là thứ nhất, của kẻ khác. Thứ hai, biết của kẻ khác. Thứ ba, nghi tâm. Thứ tư là tự hành phi đạo. Và thứ năm là phi xứ phi thời. Thứ nhất, thế nào là của kẻ khác? Có nghĩa là đối với vợ hoặc chồng của kẻ khác, hay thanh nam, thiếu nữ còn non dại, dưới quyền thủ hộ của cha mẹ mà dẫn dụ cưỡng bức làm việc phi hạnh là mang tội tà dâm, kể đến sự nhiễu phàm cùng quỷ thần súc sanh. Thứ hai, thế nào là biết của kẻ khác? Có nghĩa là nếu biết là vợ chồng hay con cái của kẻ khác mà xâm phạm, tất nhiên đắc tội vì cố ý, như trường hợp lầm tưởng là chồng hay vợ của mình thì không phạm. Điều này tuy ít khi xảy ra, nhưng chẳng phải là không có. Thứ ba, thế nào là nghi tâm? Có nghĩa là gặp như có nam hoặc nữ song sinh rất giống nhau, vì không biết là vợ hay chồng của mình mà làm tà hạnh thì đắc tội vì có tâm gian nhiễm. Thứ tư, thế nào là tự hành phi đạo? Có nghĩa là như nam nữ tự làm việc thủ dâm hoặc hành dâm, chẳng phải chỗ nam căn nữ căn, phi đạo đều đắc tội. Thứ năm, thế nào là vi xứ phi thời? Có nghĩa là tuy vợ chồng chánh thức nhưng ăn nằm không phải chỗ, gần gũi không phải thời, không chừng độ cũng phạm tội tà dâm. Phi xứ ở đây còn chỉ cho nơi lầu xanh nhà chứa. Theo Pháp Quyển Châu Lâm, Đức Phật dạy rằng tà dâm có 10 tội báo. Thứ nhất là gian dâm với vợ người, nên thường phải lo sợ bị người chồng giết hại. Thứ hai là khiến cho vợ chồng nhà mình không hòa thuận. Thứ ba là điều ác ngày càng tăng thêm, điều lành ngày càng giảm bớt. Thứ tư là chết sớm, khiến cho vợ con phải cô độc, không người chăm sóc. Thứ năm là tài sản gia đình mỗi ngày một hao tổn. Thứ sáu là mỗi khi có chuyện xấu ác xảy ra, thường bị người khác nghi ngờ cho mình. Thứ bảy là bị bạn bè thân hữu khinh bỉ, phỉ báng. Thứ tám là rỗng kết quán thù với nhiều người. Thứ chín là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Và thứ mười là
sau khi chịu tội ở địa ngục xong, nếu sinh làm thân nam thì gặp phải người vợ không trinh tiết, nếu sinh làm thân nữ thì gặp phải người chồng đa thê. Kinh Bát Sư dạy rằng, kẻ tà dâm gian díu với vợ người khác hoặc bị chồng người bắt gặp được, lập tức phải gặp tai ương, gây họa lên đến cho cả người trong gia đình, thân tộc, hoặc bị pháp luật trừng trị, phải chịu hình phạt đau đớn khổ sở. Sau khi chết phải đọa vào những cảnh giới địa ngục súc sinh, tùy theo mức độ mà chịu tội, ví như sau đó còn có chút may mắn, được sinh trở lại làm người, ác phải rơi vào cảnh nhục nhã xấu hổ vì vợ con dâm loạn. Nay ta thấy rõ sự báo ứng như vậy, nên không dám phạm vào tà dâm. Kinh tác giả Ly Kiện Tử dạy rằng, người nào không biết đủ với vợ mình mà tham muốn dâm dục với vợ người khác, đó là không biết hổ thẹn, sẽ phải chịu khổ não, không được an vui. Kinh Ưu Bà Tát Giới dạy rằng, nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ở địa điểm không thích hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ của người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có phân ra nặng nhẹ khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hơn, ắt phải chịu tội báo kém nặng nề hơn.